Đoàn khảo sát khu dân cư kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai vừa có buổi khảo sát đánh giá cho ý kiến về kết quả xây dựng khu dân cư đạt chuẩn kiểu mẫu trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Qua khảo sát, đoàn đánh giá hiện hạ tầng các khu dân cư trên đã được đầu tư bài bản, nhiều tiêu chí cũng cơ bản hoàn thành như xây dựng được các tuyến đường sáng xanh, sạch đẹp trong khu dân cư, lắp camera an ninh, thực hiện tốt về an ninh trật tự xã hội. 100% hộ dân cư có hàng rào, cổng, ngõ được cải tạo sạch đẹp, hài hòa với cảnh quan đặc trưng của địa phương. Các gia đình trong khu dân cư đều đăng ký thực hiện chương trình 3 sạch là sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ. Các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa cũng được quan tâm. Các khu dân cư nêu trên được đánh giá cơ bản đạt 7/7 tiêu chí với 15/15 chỉ tiêu. Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, các thành viên hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã kiểm tra thực tế cũng như hồ sơ các nội dung tiêu chí và có ý kiến góp ý sát sao, thẳng thắn đối với các tiêu chí cần bổ sung hoàn thiện. Đồng thời yêu cầu các địa phương quan tâm hơn nữa việc huy động nguồn lực từ nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu